Xin chào tất cả bác nhá. Hôm nay là quay trở lại với cô Phương. Cô Phương đang đóng bưởi gửi đi cho khách đấy. Cô Phương nói gì đi cô Phương? Đây đang gửi cho khách quán bưởi. Hàng nhà tự nhiên nha mọi người nhá. Quả thưa nâu. Có quả chưa nâu đâu. Những quả này là chưa nâu này các bác này. Đấy, chưa nâu. Trên này nó qua rồi. Nó qua bằng gì? Thôi đấy, à, đây các bác nhá, vừa mới cắt xuống xong. Đấy, đóng hết vào thùng rồi nhá. Mỗi thùng này là bao nhiêu quả nhỉ cô Phương nhỉ? 25 quả. Đấy, cô Phương đấy. À, sao cô ngồi im đấy? Què thôi. Đây các bác nhìn nhé. Mỗi thùng là 30 quả. 25 quả. Mỗi thùng 25 quả. Thằng này từ 1 cân trở lên. Bé đừng cắt con ơi. Đấy, các bác nhìn này. Trên cây vẫn còn mà. Trên cây vẫn còn quả mà. Hàng này hàng từ 1 cân trở lên nhé các bác nhé.